Nữ công nhân ở Bình Dương nghi nhiễm COVID-19. Bệnh nhân nghi nhiễm nCoV trên địa bàn là nữ công nhân 22 tuổi, trọ tại phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra dịch tễ ban đầu cho thấy, nữ công nhân này làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam ở đường số 3, khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, chị đã xin nghỉ làm để đi khám bệnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, nữ công nhân dương tính với nCoV. Hiện tại, ngành y tế chưa thể xác định nguồn lây của ca nhiễm này. Theo báo Bình Dương, ngay khi nhận được thông tin về ca bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Thuận An đã chỉ đạo phong tỏa nơi làm việc của nữ công nhân và truy vết các F1, F2. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puku Việt Nam là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực may mặc, có khoảng 800 lao động đang làm việc. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 12 tháng 6, Bộ Y tế công bố Bình Dương có 8 ca mắc COVID-19, đều liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, địa chỉ sinh hoạt ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.